Căn nhà này mà quý vị không xem thì quá uổng công luôn. Căn nhà ngang năm dài 30 sân vườn ở giữa quá đẹp luôn quý vị. Cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 20 phút đi xe thôi. Một căn nhà được thiết kế tỉ mỉ do kiến trúc sư ở bên nước ngoài thiết kế cho bên Huy nha. Có không gian quầy ba rất hợp phong cách nước ngoài. Một không gian rất tuyệt vời, một trệt một lầu, diện tích căn nhà là ngang năm dài 30. Có sân đậu xe hơi, có quầy ba, có ba phòng ngủ nha sân vườn ở giữa rất là tuyệt vời luôn một căn nhà không gian thoáng mở ngay trung tâm thành phố xuống đây chỉ khoảng tầm 20 phút đi xe thôi hãy theo dõi hết video để có thông tin chi tiết về căn nhà này bên Huy vừa mới xây dựng một căn nhà mẫu mới quý vị có thể tham khảo nha và lưu lại video này khi cần thì chúng ta có thể tham khảo cái mẫu xây dựng này đây là một căn nhà mẫu mái thái và có sân vườn ở giữa quá đẹp luôn quý vị diện tích của căn nhà là ngang năm dài 30 sổ hồng riêng đã hoàn công Đường trước nhà là đường 5m sẽ hơi ra vào thoải mái khu dân cư đông. Từ đây mình ra chợ Bình Chánh chỉ khoảng tầm 5 phút đi xe thôi quý vị ơi, ngay khu công nghiệp Cầu Tràm đi vô đây nha. Căn nhà này về trung tâm thành phố cũng chỉ khoảng tầm 20 phút thôi. Về Bình Tân rồi các quận thì cũng rất là gần nha. Nhà này khu dân cư đông, xe hơi ra vào thoải mái, hai xe hơi tránh nhau được luôn. Nếu quý vị ở trung tâm thành phố mà muốn xuống đây ở nghỉ dưỡng thì quá tuyệt vời nha. Sân trước của căn nhà dài 5m, đậu xe hơi thoải mái luôn, trồng cây kiển cũng thoải mái luôn, bên Huy cũng đã trồng sẵn cho chúng ta một vài cây kiển rồi. Căn nhà này quá tuyệt vời và giá rất rẻ ở cuối video nha. Căn nhà này là mẫu mới nhất 2024 bên Huy vừa thiết kế, đặc biệt là bên trong rất là đẹp quý vị ạ. Đây là cái sân thì chúng ta đậu được xe hơi nhà gồm một trệt một lầu, ở giữa thì bên Huy sẽ là một khoảng sân vườn rất là đã luôn quý vị ạ đằng trước là mình vẫn có phòng khách đẹp long lanh luôn quý vị nha đây là phòng khách của căn nhà căn nhà có diện tích khá rộng nên là thiết kế rất là đẹp quý vị ở phía sau là mình có phòng ngủ dành cho người lớn tuổi luôn nha nên đây là một căn nhà nghỉ dưỡng quá tuyệt vời cho anh chị nào ở thành phố xuống đây mua nha hoặc là chúng ta mua về định cư cũng rất là tuyệt vời từ đây về trung tâm thành phố cũng chỉ 20 phút đi xe mà thôi sổ hồng riêng đã hoàn công pháp lý hoàn chỉnh ngân hàng hỗ trợ lên tới 70 80 phần trăm nha đây là một khoảng sân rất là rộng quý vị ạ Chúng ta đậu xe này, tưới cây này Rồi uh, tuyệt vời luôn quý vị Sinh hoạt uh, trong khu sân này cũng rất là tuyệt vời Nuôi pet, nuôi thú cưng đều rất tuyệt vời nha Căn này là ngang năm dài 30 hướng chính Tây nha Anh chị nào thuộc cung hướng Tây là rất là thích hợp Đặc biệt là không gian này là không gian của khu bếp này Và bên Huy cũng làm một cái quầy bar mini Rất thích hợp cho những anh chị nào mà phong cách hiện đại trẻ trung nha có quầy ba mini luôn có bếp có tủ bếp trên tủ bếp dưới sau cái bếp là khoảng sân vườn rất là rộng chúng ta vừa đọc sách vừa nhâm nhi vừa ngồi với bạn bè ở đây được luôn nha một không gian quá tuyệt vời quý vị ơi giá thì luôn luôn đặt ở cuối video quý vị cứ tham khảo hết căn nhà là sẽ có giá thôi nha và nhớ lưu lại video này nhớ nhấn vào nút like này bình luận cho em Huy để mình nhận được những video sắp khắp tới nha đây là khoảng sân vườn này quý vị sân vườn này rất là đẹp này à, bên huy đã làm sẵn cái ghế rồi một cái thảm cỏ cho chúng ta rất là đẹp nha không gian rất rộng rãi khoảng sân vườn này rộng khoảng tầm 30 m mét vuông quý vị ạ à. có bàn này có ghế này rồi có chỗ rửa tay nói chung là ngồi đây uống trà uống cà phê à hoặc là nhâm nhi vài ly bia rượu ri bia với bạn bè của mình thì cũng rất là tuyệt vời ở giữa là mình có giếng trời và cái giếng trời này bên huy cũng thiết kế là có thể à, mở ra được luôn như quý vị nha mở ra đóng vào được luôn nên là vừa lấy ánh sáng khi cần và chúng ta đóng lại khi mà chúng ta cũng cần thiết là chúng ta đóng lại cái, cái sân ở phía trên nha rất là dễ dàng à, điều khiển tự động luôn quý vị ạ đây là khoảng sân vườn mà huy thích nhất này ở đây thì quý vị có thể làm được rất nhiều thứ đặc biệt là mình thư giãn nha có nước suối chảy róc rách để chúng ta có thể thư giãn rất là thư giãn một không gian này rất là đẹp nha à, ánh sáng thì rất là đầy đủ bởi cái giếng trời bên trên là bên huy đã làm rất rộng phía sau này thì có một à, cái nhà phòng ngủ quý vị ạ phòng ngủ dành cho người lớn tuổi à, phòng ngủ dành cho ai cũng được quý vị cho con cái của vị cũng được ở đây thì có nhà vệ sinh bên trong luôn tất cả ba phòng ngủ thì bên huy đều có nhà vệ sinh bên trong nên là rất là thuận tiện khi mà mình sinh hoạt nha nhà vệ sinh này quý vị thấy là điều đầu tiên là quý vị thấy là sạch sẽ và điều thứ hai nữa là rất là hiện đại quý vị đó nhìn rất là đẹp quý vị nhất là giống như là khách sạn năm sao chúng ta đi nghỉ dưỡng ở đâu đâu đó à, một căn nhà phải nói là rất là tuyệt vời nếu quý vị chưa có điều kiện thì hãy lưu lại video này biết đâu sau này mình có điều kiện mình Uh, chúng số hoặc là làm gì đó thì mình có thể uh, xây dựng cho mình một căn nhà y như vậy nha. Và cần xây dựng thì hãy alo ngay cho Huy để mình được thiết kế xây dựng một căn nhà y chang như vậy luôn. Đó, khoảng sân vườn ở giữa quá đẹp quý vị. Ở trên này này, có một cái giếng trời bên Huy có thể kéo ra kéo vô được luôn. Cái giếng trời là mình có thể kéo ra kéo vô được luôn nha. Cần mát thì mình có mát và cần ánh sáng thì mình kéo ra luôn nha. Đó, đặc biệt là dưới này mình thiết kế thêm một cái nhà vệ sinh để cho khách đi rất là tiện này mình không cần phải chung chung cho phòng ngủ dưới đất nên là rất là riêng tư ở nhà vệ sinh này quý vị cũng thấy rất là sang chảnh nha đúng là một cái phong cách nhà vườn rất là tuyệt vời kiểu như là biệt thự nhà vườn nữa quý vị ở trên thành phố thì những cái căn như này thì chắc phải vài chục tê mới có nha ở đây thì chỉ một hai tê là có cái căn nhà này rồi quá tuyệt vời luôn quý vị ơi quý vị thích thì hãy like xe comment cho em đi nha À, mình xem hết video là có giá à. căn nhà này quá tuyệt vời bây giờ Huy sẽ quay một vòng ra ngoài cho quý vị xem nha Đây là đi từ ngoài sân vườn đi ra này không gian quầy ba rồi bếp ở ngay giữa nhà này rất là tuyệt vời ngay chỗ sân vườn luôn mình nấu ăn cái mình đưa ra ngoài sân vườn mình ăn uống hoặc là quân đêm mình ngồi quầy ba này rất là chiêu luôn giống như là một cái quán bar mini rất là chiêu đó khoảng sân vườn ngay đây luôn quá tuyệt vời ngay bếp nấu ăn À, đây là thiết kế được bên Huy thuê một kiến trúc sư ở bên nước ngoài người ta thiết kế cho. Nên là phong cách này rất là giống nước ngoài nha quý vị nha. Và phong cách này có thể nói là chưa một có căn nhà nào ở Việt Nam hay là ở đâu đâu đây gần đây mà thiết kế như vậy nha. Tiếp theo là không gian của lầu 1. Ở trên lầu 1 này không gian rất là thoáng quý vị. Ngay cái giếng trời này là ngay cái chỗ khúc giữa mình đi lên cầu thang là ngay cái giếng trời này đó giếng trời này mình lấy ánh sáng cho nguyên một căn nhà luôn quá đã luôn ở trên có máy che nha mình có thể kéo ra kéo vô được luôn quá đã cho căn nhà này luôn ở khoảng không gian đằng trước này thì mình có thể làm một cái chỗ chơi pizza hoặc là nhà nào thờ cúng thì mình có thể thờ cúng này đó ở ngay chỗ không gian giếng trời luôn ánh sáng thì nói chung là ánh sáng tự nhiên không khí trong lành quá tuyệt vời bây giờ huy sẽ quay ở phía sau trước nha phía sau này thì có một cái phòng ngủ À, phòng ngủ này sẽ có nhà vệ sinh bên trong luôn và có cửa sổ ra ngoài giếng trời quá đã luôn quý vị. Phòng ngủ này rộng cũng khoảng được 30 m vuông nữa quý vị ơi. Quá đã cho căn nhà này luôn nha. Nếu anh chị thích thì hãy yêu thích thì like, share, comment cho em đi nha. Đây nhà vệ sinh là có vách ngăn này, có cửa kéo này. Đó, tất cả các nhà vệ sinh này đều một kiểu như nhau này, rất là đẹp quý vị, rất hiện đại nha. Đó, thiết bị cũng rất là đã mắt luôn quý vị. Ạ đó căn nhà này thì nói chung là rất là trẻ trung và hiện đại đồ cũng rất là tốt nữa và đặc biệt phong cách thiết kế rất là mở nha đó quý vị thấy là cửa sổ này mở ra ngoài giếng trời rất là tuyệt vời phong cách này thì hầu như là người lớn tuổi hay người trẻ tuổi đều là rất là thích luôn quý vị cuối video thì huy sẽ đặt cái giá ở cuối video nha đây ngay chỗ này là giếng trời này đó, có ban công nha cửa sổ ra ngoài ban công này rồi ban công ra đây mình ngắm từ trên xuống dưới này rất là đã luôn không khí thì trong lành thiết kế vô trong căn nhà này thì quá đã luôn rồi quý vị ạ đó video của em Huy sẽ dài 10 phút nên là quý vị nào hãy theo dõi hết video nha và để lại bình luận cho Huy nha đó cái giếng trời này là rất là À, hiện đại nha mình có thể kéo ra kéo vô đồng thời mình lấy ánh sáng này cần thì mình kéo lại cho nó mát này đó và đây là không gian mà bên ngoài mình có thể đặt bàn pizza hoặc là bóng bàn ở đây mình chơi hoặc là ai thờ cúng thì mình làm phòng thờ nha phía trước là một cái phòng ngủ à, cũng có nhà vệ sinh bên trong luôn một phòng ngủ khép kín nha ở ngoài đằng trước là ban công ra ngoài đằng trước là một căn nhà quá tuyệt vời quý vị hãy lưu lại video này nha lưu lại video ngay nếu không thì sau này mình tìm lại hơi khó nha Lưu lại ngay video Đây nhà vệ sinh bên trong phòng ngủ này Cũng uh, giống như tất cả những cái nhà vệ sinh khác Thì uh, nhà vệ sinh này nhìn cũng rất là hiện đại và sạch sẽ quý vị ạ Rõ quá tuyệt vời luôn Đồ dùng thì rất là tốt nha quý vị nha Đấy uh, nền nhà thì bên Huy lát gạch kiểu giống như là uh, Gạch này nó giống như màu gỗ nên rất là đẹp quý vị Đây phòng ngủ này cũng rộng 30 m vuông nha Vậy là căn nhà của chúng ta có 3 phòng ngủ nha. Dưới đất có một phòng ngủ này, ở trên này có hai phòng ngủ là ba phòng ngủ. Đây là khu ban công ở bên ngoài. Đó. Quý vị thì cái ban công ở này thì sẽ nó không bằng những cái ban công những cái khu giếng uh, uh, trời ở giữa nhà cũng như là khu uh, vườn giữa nhà nha. Sân này, sân này từ đậu xe hơi thoải mái quý vị ạ. Quá tuyệt vời luôn. Nãy giờ quý vị theo dõi căn nhà này thì quý vị có điểm nào mà quý vị khen hay chê thì để lại bình luận cho em Huy biết nha và đồng thời nhớ đăng ký kênh đăng ký kênh ngay à, đó em đã review xong căn nhà này rồi giá cụ thể thì em để trên màn hình nếu quý vị quan tâm đi xem thực tế nhà này thì cách chợ Bình Chánh 5 cây số nha nếu quý vị thích thì hãy lưu lại để đồng thời thả tim cho em nha thả tim đăng ký kênh follow kênh giùm em nha ngay và luôn luôn ngay và luôn để nhận được những căn nhà đẹp sắp tới nha bên em thì có rất là nhiều căn nhà đẹp giá rẻ cũng có giá từ 300 mấy cũng có hai ba trăm trả góp đều có luôn xây dựng nhà đều có thiết kế nhà có luôn nha đó bên em làm từ a tới z thì quý vị quan tâm thì liên hệ ngay nha hãy đăng ký kênh quý vị ạ à, hãy đăng ký kênh nha đăng ký kênh không có mất cái gì hết cứ đăng ký kênh để mình tham khảo mẫu nhà sắp tới nha anh chị nào đang tìm nhà thì cứ đăng ký kênh hàng ngày đều có nhà mới luôn nha